Trong trận đấu diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Cameroon thắng Brazil với tỷ số 1-0 ở lượt cuối bảng G. Mặc dù vậy, Brazil vẫn bảo toàn vị trí nhất bảng, gặp đội đứng nhì bảng H là Hàn Quốc tại vòng 1/8. Thế trận giằng co trong suốt hiệp 1 của trận đấu. Mặc dù ra sân với đội hình dự bị, Brazil vẫn áp đảo Cameroon khiến đội bóng này phải phạm lỗi liên tục. Bàn mở tỷ số của các cầu thủ Cameroon được thực hiện khi trận đấu chỉ còn vài phút cuối. Vào phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Cameroon phản công nhanh, đưa bóng vào vòng cấm giúp Aboubakar đánh đầu tung lưới đại diện Nam Mỹ. Sau màn thắng vào lưới Brazil, Aboubakar cởi áo ăn mừng và bị thẻ đỏ rời sân. Khi này, ở trận đấu cùng giờ, Thụy Sĩ chỉ còn ghi một bàn nữa thôi là có thể giành được vị trí đầu bảng. Brazil đẩy mạnh tấn công để ngăn chặn kịch bản đó xảy ra. Mặc dù Cameroon thi đấu với 10 người nhưng Brazil vẫn không thể khoan thủng hàng phòng ngự của đối thủ để tìm bàn gỡ hòa. Trong trận đấu còn lại diễn ra cùng khung giờ tại lượt cuối bảng G, Thụy Sĩ thắng Serbia với tỷ số 3-2, giành vị trí nhì bảng H, gặp Hàn Quốc tại vòng 1/8. Thụy Sĩ sớm có cơ hội ngay ở những giây đầu tiên. Thế nhưng Serbia nhanh chóng lấy lại thế trận, buộc Thụy Sĩ phải chống đỡ. Phút 20, Rodriguez căng ngang bóng vào vòng cấm, SOVK chuyền cho Skiri dứt điểm tung lưới Serbia. Phút 26, Mitrovic đánh đầu hiểm hóc tung lưới Thụy Sĩ, gỡ hòa 1-1. Phút 35, Serbia vươn lên dẫn trước 2-1 sau một tình huống phản công nhanh. Vlahovic dứt điểm chéo sau nỗ lực phá bóng của Fruler khiến thủ môn đứng nhìn. Không lâu sau, Thụy Sĩ gỡ hòa 2-2 bằng một pha đệ bóng cận thành của Embolo. Đầu hiệp 2, Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-2 với một pha phối hợp ăn ý. Skiri đưa bóng vào vòng cấm, Vargas đánh gót cho Fruler dứt điểm vào lưới Serbia. Sau pha nâng tỷ số, tốc độ trận đấu chậm lại. Nhiều cơ hội tiếp tục được hai đội tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc, Serbia chính thức dừng bước tại World Cup 2022. Trong trận đấu diễn ra lúc 22 giờ tối ngày 2 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Hàn Quốc lội ngược dòng thắng Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1 ở lượt cuối bảng H. Những phút đầu tiên, Hàn Quốc nhập cuộc hưng phấn. Phút thứ 5, Bồ Đào Nha đã mở tỷ số từ quả phất dài của Pepe cho Diogo Dalot. Dalot chuyền cho Ricardo Horta ghi bàn. Phút 17, Son Heung-min tạt bóng từ quả phạt góc. Thủ môn Costa đẩy bóng ra trúng tiền vệ Uyang, bật sang hậu vệ Jinsu bay vào lưới. Nhưng Jinsu việt vị nên bàn thắng không được công nhận. 10 phút sau, Hàn Quốc có quả phạt góc. Cầu thủ Hàn Quốc đánh đầu trúng lưng Ronaldo làm bóng bật ngược lại giúp trung vệ Yang Won để cận thành gỡ hòa 1-1. Sang hiệp 2, Hàn Quốc nỗ lực tấn công khung thành đối thủ. Đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, Son Heung-min đá bóng từ pha phạt góc rồi dẫn bóng lên khu vực cấm địa của Bồ Đào Nha. Hee-chan đón đường chuyền từ chân tiền đạo Tottenham ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Hàn Quốc vươn lên vị trí nhì bảng, tiến vào vòng 1/8 sau khi Uruguay không ghi thêm bàn nào trước Ghana. Trong trận đấu diễn ra cùng 22 giờ tối ngày 2 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Uruguay thắng Ghana 2-0 ở lượt cuối bảng H, nhưng phải tạm biệt World Cup vì thua Hàn Quốc hiệu số bàn thắng. Những phút đầu tiên, thế trận khá chặt chẽ. Các pha tranh chấp diễn ra nhanh khiến đôi bên không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của nhau. Phút 15, Ander Aziz đi bóng ngang cấm địa của Uruguay, thủ thành Sergio Rochev phải đổ người đẩy ra. Cắt đớt ập vào, nhưng không kịp dứt điểm thì ngã ra dưới tác động của thủ môn Rochev. Sau khi được pha tư vấn, trọng tài cho Ghana hưởng phạt đền, nhưng Aziz không thể đánh bại thủ thành Rochev. Phút 25, Suarez mặt bóng, sút sệt khiến thủ môn Artigi phải đẩy bóng ra. De Azacia Esta chớp cơ hội đánh đầu mở tỷ số cho Uruguay. 5 phút sau, Suarez kiến tạo cho De Azacia Esta tung chân sút bóng vào lưới Ghana, nâng tỷ số lên 2-0. Ghana đề cao đội hình ở hiệp 2 nhưng không tạo ra được cơ hội đáng kể. Nunes bị ngã trong vòng 16m50 của Ghana nhưng trọng tài không cho Uruguay phạt đền. Phút 86 của trận đấu, các cầu thủ Uruguay nhận được tin Hàn Quốc ghi được bàn thắng nên bất an. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng, Uruguay và Ghana chính thức bị loại khỏi World Cup 2022. Theo Gazzetta dello Sport, Lukaku sẽ hủy kỳ nghỉ sau thảm bại World Cup 2022 để trở lại Inter Milan. Nguồn tin tiết lộ tiền đạo này sẽ có mặt ở Milan trong ít ngày tới để có thể tập luyện tại trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ này. Từ đầu mùa, Lukaku chỉ ra sân 4 trận, ghi một bàn và có một kiến tạo cho câu lạc bộ. Anh dành phần lớn thời gian nằm trên giường bệnh để điều trị chấn thương gân kheo. Sau khi tuyển Bỉ bị loại từ vòng bảng World Cup 2022, Lukaku hứng chịu chỉ trích nặng nề từ các cổ động viên. Theo nguồn tin từ nội bộ tuyển Brazil, Neymar khó có thể bình phục chấn thương kịp cho các trận đấu sau. Sau trận thắng Serbia 2-0, Neymar dính chấn thương mắt cá chân phải và không thể ra sân trong hai trận gặp Thụy Sĩ và Cameroon tại bảng G. Tình hình chấn thương của tiền đạo 30 tuổi nặng hơn dự kiến, mặc dù dây chằng bên ngoài mắt cá đã ổn định nhưng phần xương sưng đau khiến Neymar chưa thể luyện tập lại bình thường.
khả năng ra sân ở loạt trận knockout của Anh vẫn là còn là bỏ ngỏ. Theo tờ Guardian, FIFA đang nghiêm túc xem xét tăng số lượng đội tuyển tham dự World Cup 2026 từ 32 đội lên 48 đội. 48 đội có thể chia thành 16 bảng, mỗi bảng có 3 đội. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào vòng knockout. Nếu chia thành 16 bảng đấu, mỗi đội sẽ thi đấu ít hơn một trận, nhưng lại có thêm một trận từ vòng knockout 32 đội. Sau đó là các vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết. Thay đổi này có thể nâng giá trị bản quyền truyền hình lên, khiến các nhà tài trợ hào hứng. Tuy nhiên, giải sẽ kéo dài hơn, gây ảnh hưởng đến các câu lạc bộ, các giải vô địch quốc gia cũng như bào mòn thể lực cầu thủ.